bắt đầu mình đi cắt rau bí các bạn ạ. Buổi sáng này đi cắt rau bí để bán này. Chọn những em nào dài. Đó các tình yêu ơi, mình đã đi cắt được một ôm rau bí vào đây rồi. Và đây là bó lạt để mình chuẩn bị mang đi chợ để bán nhá. Ôi trời ơi, vất vả lắm các bạn ạ. Coi như là đấy, ôm rau bí đấy. Bạn nhìn ôm rau bí nhà mình. Bây giờ bắt đầu vào mùa. Và từ giờ trở đi là mình mỗi ngày mình phải đi bán hàng ngày các bạn ạ. Vườn rau bí của mình bắt đầu cho thu hoạch rồi đấy. Bây giờ mình mớ vào từng mớ để mình mang đi chợ mình bán nhá. Vườn bí của mình đấy các bạn. Đó. Bên này thì mình xen ngô vào này. Đó, các bạn thấy không? Các bạn nhìn vườn bí của mình đấy. Còn đây là vườn rau xà lách. Hôm nay mình không có thời gian để cắt rau xà lách đi các bạn ạ. Đây, rau xà lách của mình bắt đầu cuốn rồi đấy. Mình đi bó rau và đi chợ bán nha các bạn. Đó, bây giờ là mình đang bán rau bí nhé. Ở đây cô cứ chọn đi mớ nào cũng rất là ngon. Đấy, mỗi người bán rau bí già thôi, còn rau nào ngon nào cũng non đấy. Các bạn nhìn thấy chưa, non chanh rau bí của mình đấy. Hàng rồi đấy, có rau bí một đấy. Đây chú bà ơi, lúc này mớ này cũng để ý ngon quá bà ơi. Đấy, thế đổi đi. Bà cởi ra chưa? Đây. Mớ đấy cũng ngon này nhỉ. Thôi lấy 4 mớ đi. 4 mớ đi. Ngon. Non mà rau non lắm. Mớ đấy vừa mới chọn xong ngon như thế mà lại còn nhặt ra. Cứ thương đi, tí nữa tính. Để mớ này đây nhá. Dạ, ok. Đấy. Xin cảm ơn. Đấy, không phải là tước rau bí thuê mà bà cũng đi bán rau bán hàng là có cả quả mít kìa, bán cả mít kìa. Đấy. Ở video lên là em xem được hết mà. Ui trời ơi, người đẹp mưa. Người đẹp mưa cam. Sờ vào này rồi. Đi chợ đây này, đánh chợ. Người đẹp mưa cam đấy, đây là chợ rau của mình đấy. À, cho lên.